VFF ra quyết định quan trọng với người thế chỗ huấn luyện viên Park U23 Việt Nam. Hướng tới SEA Games 31, U23 Việt Nam đã bước vào tập luyện tại Hà Nội. Tân huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam là ông Gong Ho Kyun sẽ làm trợ lý của ông Park Hang-seo ở SEA Games 31. Mới đây, huấn luyện viên Gong Ho Kyun được cho là sẽ dẫn dắt đội B của U23 Việt Nam. Đội B này của U23 Việt Nam sẽ gồm các cầu thủ tiềm năng nhưng không xuất hiện trong danh sách tập trung mới được công bố. Tuy nhiên, sau buổi làm việc vào sáng ngày 8 tháng 4 giữa VFF và huấn luyện viên Gong Ho Kyun, hai bên đã đi đến thống nhất sẽ không thực hiện kế hoạch trên. Trong thời gian diễn ra SEA Games 31, ông Gong Ho Kyun sẽ làm trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau SEA Games 31, huấn luyện viên Gong Ho Kyun sẽ chính thức dẫn dắt U23 Việt Nam. Ngoài đấu trường SEA Games, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu quan trọng khác là vòng chung kết U23 châu Á 2022. Trở lại với U23 Việt Nam, toàn đội sẽ duy trì tập luyện trong ít ngày tới. Đến ngày 15 tháng 4, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiến hành di chuyển đến Phú Thọ. Tại sân vận động Việt Trì, Văn Toàn và đồng đội sẽ có trận giao hữu với đối thủ U20 Hàn Quốc. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 4. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!